sướng như các tuyển thủ Việt Nam được ở hai khách sạn siêu xịn tại Dubai. Theo kế hoạch cho vòng loại World Cup 2022, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ bay sang UAE vào ngày 26 tháng 5 tới đây. Địa điểm tập kết của các tuyển thủ cũng đã được xác định. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức chốt kế hoạch tập luyện và thi đấu vòng loại World Cup 2022 từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 16 tháng 6 tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Theo tin từ liên đoàn, đội tuyển Việt Nam được bố trí ăn ở tại khách sạn tiện nghi sang trọng bậc nhất tại thủ đô Dubai của UAE để tập luyện và thi đấu vòng loại World Cup 2022. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chịu chơi khi thuê khách sạn 5 sao Mövenpick Al Bustan làm nơi lưu trú cho các tuyển thủ từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6. Trong quá trình lưu trú ở đây 8 ngày, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Jordan. Nhiều khả năng họ sẽ tập luyện và thi đấu trên sân Dubai Police Officer Club. Sau đó cả đội tuyển sẽ di chuyển sang một khách sạn 5 sao khác là Crowne Plaza Dubai Festival City. Khách sạn này tọa lạc nằm sát sông Dubai, cách cả hai sân thi đấu khoảng 10 phút di chuyển bằng xe buýt. Cơ sở vật chất tiện nghi và đầy đủ các trang thiết bị từ A đến Z. Hai khách sạn 5 sao đảm bảo khiến toàn đội hài lòng để tập trung thi đấu tốt nhất.